nhìn về Trường An. Tiếng nước róc rách, màn đêm u tối, Mã Kỷ Chiến Đẩu Tử Giá, Mã Bồi Hôi Minh, Phụ Hán Lạc, Hung Nô, dân tộc nằm ở phương Bắc thời Trung Quốc cổ đại, di cư trên thảo nguyên, lấy du mục săn bắt làm chính. Người dân đều biết cưỡi ngựa từ nhỏ. Hung Nô rất dũng mãnh, già trẻ, mỗi khi mùa thu đông tới, nguồn nguyên liệu khan hiếm thì sẽ cho ngựa ăn những thức ăn tốt nhất. Đàn ông ngày nào cũng mài đao, lúc nào cũng sẵn sàng đi về phía nam. Ngô Gia gã ngã hề. Thiên, một phương, năm 105 trước công nguyên, quốc vương Ngô Tôn cử sứ giả đi thiết lập quan hệ với Hán triều và có ý muốn lấy công chúa nước Hán. Hán Vũ Đế đã cử con gái của Giang Đô Dương, Tế Quân công chúa, đi quá thân, phong làm Ô Tôn Dương là Kiêu Mỹ Hữu phu nhân, và trở thành vị công chúa đầu tiên đi Ô Tôn hòa thân. Sau đó gả cho Tôn Quân Tất Mi, nhưng do bất đồng ngôn ngữ, thêm nỗi nhớ cố hương, buồn sầu không nguôi, rồi mất tại đất khách quê người. Để giữ mối quan hệ hữu nghị giữa Hán và Ô, giữ mối cân bằng với Hung Nô, Hán Vũ Đế năm thứ tư, tức năm 101 trước công nguyên, phong cháu gái tội thần Sở Dương Lưu Mậu, Lưu Giải U làm công chúa đi hòa thân. Ô Tôn, công chúa nhà Hán Lưu Giải U. Thiếu quý nhà Hán Thương Huệ. Nơi non nước tuyệt mỹ gì chứ? Đây rõ ràng là quan mạc mà. Tỷ sao có thể phục tùng đây? Muội à, không được ăn nói lung tung, lệnh vua không được trái. Nhà ta vốn là tội thần, được bệ hạ ân sủng, vì đại Hán ta và cả bách tính. Giải ưu, nguyện ý nghe theo. Cái gì mà xả tắc chứ? Nghe nói trên người Ô Tôn đều có mùi kỳ lạ, họ đều không tắm. Người mà Tế Quân công chúa gả là một ông già. Lão già đó chết rồi lại còn gả cho cháu trai của lão ta. Nếu thực sự sống được vui vẻ, vậy cũng bị tức chết. Quân Tất Mỹ đại công di, nghe nói tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Muội hối hận rồi. Phía trước là Trương Dịch rồi, muội có thể từ đó quay về Trường An. Muội không nói là muốn quay về, tên đầu gỗ ngoài kia bỏ được tỷ, nhưng muội không bỏ được tỷ. Muội muốn ở bên tỷ cả đời. Bẩm công chúa điện hạ, trời sắp tối, Huệ xin được phép dựng trại nghỉ ngơi, làm phiền tướng quân rồi. Luân phiên canh gác, chú ý phòng thủ. Bẩm công chúa, liều đã dựng xong. Mời công chúa vào nghỉ. Huệ ca ca đứng lên đi. Tạ công chúa. Gỗ mục không thể khắc tượng, chúng ta đã đi được hơn 2 tháng rồi, không biết đã cách Trường An bao xa rồi. Chắc cũng hơn 1.400 dặm rồi. Đã xa như vậy rồi sao? Bà chúng ta từ nhỏ đã quen biết nhau, chưa từng rời xa nhau. Nhớ lại hồi theo huynh học kinh thơ, rồi chạy nhảy khắp nơi, vui đến nhường nào. Nhưng những ngày tháng như vậy sẽ không bao giờ có nữa.
lần này tới Ô Tôn, đường đi gian nan, Huệ sẽ bảo vệ công chúa thật tốt. Vậy tới Ô Tôn thì sao? Huynh cũng không thể luôn bảo vệ ta được. Phùng Liễu thông minh lanh lợi, lại biết ăn nói, hơn nữa cũng từng học võ cùng với ta, cả văn lẫn võ đều có thể giúp được cho công chúa. Huệ ca ca, huynh rất quen thuộc Tây Vực, chi bằng huynh hãy kể cho ta nghe đôi chút về Ô Tôn đi. Nước Ô Tôn, đại cung di trị xích Cố Thành, cách Trường An 8.900 dặm, 12 vạn hộ dân, 63 vạn người, có 18 vạn 8.800 binh lính. Đất đai bằng phẳng, mưa nhiều, lạnh, núi có nhiều cây tùng, đất không trồng cây, chăn nuôi du mục, có cùng phong tục với Hung Nô, là một đất nước có nhiều ngựa, người giàu, có tới 4-5.000 con. Còn có gì khác với Đại Hán ta không? Trong sách còn kể những gì nữa? Còn nói người dân ở đó bản tính xấu xa, tham lam không giữ chữ tín, nhiều trộm cướp, là nước mạnh nhất. Huệ ca ca, huynh nói xem, muội còn có cơ hội trở về không? Huynh còn nhớ chúng ta quen biết nhau như thế nào không? Ta nhớ chứ. Muội à, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Cho muội này. Ta tên Thường Huệ, muội tên là gì vậy? Muội tên là Lưu Giải Ư. Mạng của muội là do Huệ ca ca cứu. Cho dù lần này đi không trở về nữa thì cũng không nuối tiếc gì cả. Huynh nhìn bầu trời đầy sao này đi. Tây Vực rộng lớn, nếu có thể không còn đánh giết lẫn nhau nữa thì những người dân bình thường đều được hưởng thái bình, không còn phải chịu nỗi khổ đói khát. Vậy cái chết của muội có là gì chứ? Công chúa thật hiểu đại cục. Huệ ca ca, huynh không còn lời nào muốn nói với Giải U sao? Quen biết với huynh là phúc ba đời của ta. Giải ưu nguyện vì người dân trong thiên hạ mà gả tới nơi xa. Xin tướng quân bảo trọng. Huệ ca ca, nếu như ta bảo huynh dẫn ta đi, huynh sẽ dẫn ta đi chứ?
bảo vệ công chúa. Vết thương thế nào rồi? Công chúa mau quay lại xe. Huệ không sao, chỗ này không nên ở lâu. Đại nhân mau nhìn kìa, người tới là ai? Thiếu úy đại hán Thường Huệ phụng mệnh đưa công chúa Dạy U tới Âu Tôn. Con di quân tất mỹ hòa thân. Nơi này cũng là đất của Âu Tôn, có rất nhiều quân hung nô tới quấy nhiễu. Nếu để là công chúa đại hán tới đây, vậy có mang theo quốc tứ không? Hỗn xược, mấy người là ai? Quốc thư đại hán ta sao có thể dễ dàng trình ra như vậy chứ? Âu Tôn ông Quy Mi, nếu nơi này có nhiều quân hung nô tới quấy nhiễu, sao ta biết được ngươi là thật hay giả chứ? Các người có tính vật của Ô Tôn Dương không? Nơi này là đất Ô Tôn ta, công chúa đại hán gả cho huynh trưởng ta, lý do gì mà bắt chúng ta đưa ra tính vật trước chứ? Dừng tay! Quốc thư ở đây. Ta là công chúa đại hán Lưu Dạy Ưu, sẽ gả cho Ô Tôn Đại Công Mi. Ô Tôn ông Quy Mi bái kiến công chúa Dạy Ưu. Ô Tôn Hữu Tướng Quân. Công chúa ngàn dặm xa xôi, nhưng để không thể đón tiếp từ xa, lại còn mạo phạm tới công chúa, xin công chúa trị tội. Phi Dương nếu đã là hoàng đệ thì vốn là người một nhà rồi, làm gì có tội gì chứ? Có công đón tiếp Dễ Ưu, ta nên cảm ơn mới phải. Nhưng dựa theo lễ nghĩa của đại hán ta, nếu đã là một nhà thì có chút chuyện nhỏ, mong Phì Dương sau này không chấp nhất so đo phải biết ai trước ai sau. Thượng thiếu úy, ông Quy Mi ta đắc tội rồi, xin được tạ tội với huynh. Phì Dương điện hạ, Thường Huệ không dám. Hai vị tướng quân, công chúa nhiều ngày đi đường mệt mỏi nên được nghỉ ngơi sớm. Hai vị tướng quân và chúng tướng sĩ tiếp tục uống rượu. Đúng rồi, mời công chúa về nghỉ ngơi sớm. Tỷ à, vị Phì Dương này trông cũng không béo lắm, lại còn rất biết lễ nghi,
không giống với hung nô mang rợ trước đây. Phi Dương lúc trước đã tới Đại Hán ta, thông thạo chữ và âm luật của Đại Hán ta, nguyện ý giao hảo với Đại Hán ta, là em họ của Ô Tôn Đại Cung Mi Quân Tất Mi, cũng là một mạnh tướng khiến cho quân nô phải khiếp sợ. Chả trách. Sao tỷ lại biết vậy? Tướng quân, mời. Hôm nay được gặp mặt công chúa Giải Ưu, mặt như mặt trời, dáng người đoan trang. Không biết Đại Hán có nhiều người đẹp như vậy không? Đại Hán có rất nhiều người đẹp, nhưng chỉ có mình Giải Ưu là đẹp nhất. Huệ tướng quân, mời. Các dũng sĩ, mau nâng chén rượu. Ông Quy Mi ta nguyện cùng Đại Hán gắn bó dài lâu, cùng nhau phát triển. Gắn bó dài lâu, cùng nhau phát triển. Cạn, cạn. Công chúa điện hạ, Huệ ca ca, nơi này không có người ngoài, không cần phải hành lễ. Mạc tướng không dám. Đồ đầu gỗ, muội ra ngoài trước. Hôm nay Quynh sẽ quay về Trường An. Đúng vậy. Lần này đi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Những thứ có liên quan tới Tây Dực như phong tục, ngôn ngữ chữ viết, địa hình, còn có một số sách đều ở trong này, giờ giao lại cho công chúa. Hy vọng sẽ có lúc cần tới. Mong công chúa giữ gìn sức khỏe. Ta vẫn thích huynh gọi ta là Giải Ưu. Như lời công chúa nói, lệnh vua không thể trái ý trời, không được làm trái. Đúng vậy, lệnh vua khó trái vì xã tắc và người dân, vì mối giao hảo hữu nghị giữa Đại Hán và Ô Tôn, vì thiên hạ thái bình không thể không làm. Chỉ là tại sao bệ hạ lại chọn ta? Trời cao cũng chọn ta. Miếng ngọc bội đó Huệ ca ca vẫn đem theo bên người chứ?
vật thời niên thiếu, ta tặng cho huynh. Hôm nay từ biệt, coi như tử biệt. Huynh cầm lấy đi. Thượng tướng quân, thượng tướng quân, thượng tướng quân, thượng tướng quân, Ô Tôn cách Trường An bao xa? Bẩm công chúa, 9000 dặm, chưa tới vạn dặm. Tướng quân dũng mãnh, đi đường bảo trọng. Công chúa nhân từ, bảo trọng. Xin tướng quân nhớ kỹ, vì sự hòa bình cho nhân dân, vì thiên hạ, vì chúng sinh. Công chúa, phía trước gặp lũ lụt, đường tới Xích Cốc Thành bị chặn, đi xe ngựa không tiện, e là phải cưỡi ngựa trên đường. Sao được chứ? Công chúa đại hán ta sao có thể cưỡi ngựa chứ? Tiểu Liễu, ta đã tới Ô Tôn, vậy hãy theo phong tục của Ô Tôn. Đâu có chuyện không cưỡi ngựa chứ. Đường phía trước nguy hiểm, cũng không phải do Phì Dương. Mời công chúa. Mời công chúa. Báo. Bẩm đại công mi phu nhân, Phì Dương đã đón được đại hán Dãy Ô công chúa rồi, giờ đang qua Át Tát rồi vào thành. Tốt, thành Ô Tôn Xích Cốc ta cuối cùng cũng có một vị đại hán công chúa rồi. Đúng là chuyện vui của Ô Tôn ta mà. Nào, mau đi chuẩn bị. Thế cũng nên chúc mừng đại dương. Chỉ là thân là dương hậu của người, thiếp không biết đây là phúc hay là họa nữa. Những lời phu nhân vừa nói, chẳng lẽ là chỉ bản dương chuẩn bị không chu đáo? Không phải là không chu đáo, mà là quá chu đáo. Đại hán và Hung Nô chinh chiến quanh năm, luôn luôn bất hòa. Thấy Hung Nô và Ô Tôn hòa thuận, đó là phúc của Ô Tôn. Nhưng đại dương cưới công chúa đại hán, cũng nói với Hung Nô ta một lời. Đại dương không nói, đương nhiên thiếp sẽ không nói nhiều. Chỉ là nếu như vua Hung Nô biết được,
lại không vui, lại trách tội thiếp. Thiếp cũng không biết làm thế nào cho tốt. Những lời Tả phu nhân nói, Quả Dương nhất định sẽ suy nghĩ chu toàn. Vì đại hán công chúa này đi đường mấy tháng, chắc đã rất mệt mỏi. Đợi cô ta nghỉ ngơi mấy ngày, Quả Dương nhất định sẽ mời vua Hung Nô, sẽ cử sứ giả tới mời. Tả phu nhân là nhất, muội là nữ chủ nhân của Thảo Nguyên ta. Ô Tôn và Hung Nô là nước láng giềng, đại hán lại ở Trung Nguyên. Quả Dương tự biết chừng mực. Dừng ở đây đi. Công chúa, vẫn có thể đi tiếp. Không, có một số đường ta muốn tự mình đi. Mưa lụt xảy ra mấy năm liền, lại sắp tới mùa đông giá rét, nhưng thực phẩm ở Tây Vực ta lại khan hiếm, cũng đã lên đối sách cộng thương với các nước. Hôm nay là ngày vui, sao nhắc tới chuyện quốc gia rồi? Từ lúc giải ưu muội tới, cả ngày lẫn đêm Đại Dương đều không ra khỏi trại, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Chắc hẳn công chúa Đại Hán có chỗ hơn người. Nghỉ ngơi mấy ngày, giải ưu muội muội cũng đã ổn định rồi. Hôm nay nên để cho mọi người mở mang kiến thức chút chứ. Để Tả phu nhân chê cười rồi, giải ưu bất tài, không dám khoe khoang. Nhưng giải ưu tới vì tình hữu nghị giữa hai nước Hán Ngô, tới vì sự bình an của bách tính Tây Vực, đương nhiên nên có chút thể hiện. Trước khi tới, hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh cho ta mang ngũ cốc của Trung Nguyên: mè, kê, lúa mì, đậu, mỗi một loại 10 thạch. Còn có các loại giải, xin Đại Dương phân ra dùng. Tốt lắm. Không phải vừa rồi tỷ muốn ta trợ hứng cho mọi người sao? Ta có thể đánh đàn không? Rất tốt. Thank you.
Đại Dương, khúc nhạc vừa rồi thế nào? Rất hay. Đại Hán các cô đều nghe nhạc như vậy sao? Tiếng đàn thê lương như đưa tang. Tả phu nhân nói rất phải, âm luật của Đại Hán rất nhiều, nhưng khúc này rất hợp với giải ưu. Tây Dực chiếm hơn 10 quốc gia, giao tiếp được mọi thứ, tung hoành Nam Bắc, cỏ cây xanh tốt, đất đai phì nhiêu. Giống đây là một mảnh đất trù phú, nhân dân an cư lạc nghiệp, đất nước kéo dài hàng nghìn thế hệ. Nhưng tại sao mấy trăm năm gần đây, bất kể là Đại Hán ta, Hung Nô, Quy Từ, Nguyệt Chi, các quốc gia đều bị có người phải di cư, rời khỏi quê hương, bỏ lại vợ con, phải chịu nỗi khổ chia lìa. Có thiên tai lũ lụt cũng không phải chịu nỗi khổ này. Khúc nhạc này đã khiến cho giải ưu nhìn ra được nỗi khổ của lão bách tính trong thiên hạ. Ô Tôn gặp lũ lụt, bách tính phải chịu khổ. Xin Đại Dương ân chuẩn cho giải ưu, thay Đại Dương cứu trợ thiên tai, thăm hỏi bách tính Ô Tôn ta. Tốt lắm. Phì Dương, sao nơi này lại thê lương đến vậy? Bộ lạc Ô Tôn ta sống theo du mục, nam nhân chúng ta đều đi thả dê và săn bắt rồi. Đại tổ, sao đứa bé lại khóc thế? Phu nhân, phu nhân, nam nhân đâu hết rồi? Lũ lụt đi qua đã cuốn theo hết bò dê đi rồi. Bọn họ đều đi tìm rồi, đã hơn một tháng rồi. Do không có lương thực, người cũng không có gì để ăn. Hổ tướng quân, mau cử một số binh mã đi tìm xung quanh đây đi. Rõ. Phì Dương điện hạ, phụ nữ và trẻ em ở nơi này cần sự giúp đỡ, hãy dừng trại đây đi. Tiểu Liễu, ban đầu chúng ta mang theo chi cho mọi người để nấu cháo, làm theo lời phu nhân đi. Mời Phì Dương xem. Phì Dương, ý trời khó tránh, nhưng người dân ở Đại Hán ta đã tận dụng tốt ưu thế. Ngài xem, các con sông Di Ly lớn nhỏ đều chảy qua Ô Tôn. Lũ lụt là thiên tai, nhưng là quả hay phúc thì cũng chưa chắc. Ở Trung Nguyên chúng tôi, những nơi gần sông Hồ đều có đất đai phì nhiêu. Đất đai phì nhiêu tức là có đất tốt. Phong tục ở Ô Tôn không thích cày đất trồng cây, mà chỉ chăn thả và săn bắt mà thôi. Thiên tai lại diễn ra liên tục. Trời xanh ban cho Ô Tôn đất màu mỡ, có thể thử cày đất trồng cây. Nơi này rất nóng, cày đất trồng cây như thế nào chứ? Mời Phì Dương xem. Hôm khác Phì Dương có thể tới xem. Nếu có cây con phá đất trồi lên thì bách tính Ô Tôn được cứu rồi. Đây là gì vậy? Ô Tôn khô hạn, ngũ cốc của Đại Hán không thể trồng được, nhưng có thể trồng ở nơi ẩm, có thể thử trồng cây kê chịu hạn. Trước khi mùa đông tới thì đã thu hoạch được rồi. Mặc dù họ đậu hơi thô, nhưng có thể dùng tạm được vào lúc cần thiết. Khi nào thì biết được? Ít ngày nữa sẽ biết. Công chúa, công chúa, công chúa. Phì Dương, công chúa đâu? Phì Dương.
công chúa, ngươi xem. Đây là mầm đậu sao? Đúng rồi. Ô Tôn ta có thể cày đất trồng cây rồi. Người dân Ô Tôn ta được cứu rồi. Sau khi Giải Ưu công chúa đi hòa thân với Ô Tôn, đã nhận được sự yêu mến của người dân, đem kỹ thuật sản xuất tiên tiến và văn hóa đến Ô Tôn, rồi lại truyền tới các nước Tây Vực, đồng thời cũng ghi chép tỉ mỉ những lịch sử và văn hóa của các nước Tây Vực, rồi gửi về Trường An, rồi lại tích cực khai thông đường từ Ô Tôn tới Đại Huyện, còn mở cửa khẩu thông thương với Khang Cư và Tarim, khiến cho việc buôn bán giữa các nước Tây Vực càng đi lên thịnh vượng. Thị nữ Phùng Liễu chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã thông thạo ngôn ngữ Tây Vực và phong tục tập quán nơi đây. Lấy đại diện công chúa Giải Ưu đến thăm hỏi hơn 10 nước Tây Vực. Đại Dương rất quan tâm tới tình hình Ô Tôn gần đây. Đại Dương Quân Tất Mi bệnh nặng, sợ là không trụ được lâu. Quân Tất Mi Kỵ Tường tuy đã rạn nứt tình cảm với Hung Nô ta, nhưng cũng duy trì khoảng cách với Đại Hán. Còn ta, Nê Mi từ nhỏ, nếu Quân Tất Mi có chuyện gì bất trắc, thì ta rất lo vị trí Đại Dương này. Phu nhân, xin yên tâm, đã có Đại Dương và đại quân Hung Nô ta trấn áp, ớ có thể đảm bảo cho Tiểu Dương kế vị. Trước đây là như vậy, nhưng hiện tại khó đoán. Từ khi Giải Ưu tới Ô Tôn ta, lại rất thân thiết với đệ Uông Quy Mi. Người này trước nay đều rất thân thiết với Hán Triều. Lưu Giải Ưu lại được lòng dân, còn thông quan tới các nước Tây Vực, khiến cho Ô Tôn quyên náo. Thêm nữa hiện nay quân Hán đã thông được tới Tây Vực, không giống như trước nữa. Uông Quy Mi không thể động vào, nhưng Giải Ưu chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, không phải kiêng nể. Nếu không có người Hán can thiệp vào, thì thế cục của Ô Tôn, phu nhân có thể âm thầm tính kế. Hổ phu nhân, gần đây bản Dương bắt được chim rừng, đặc biệt tới thăm phu nhân đây. Phùng Liễu tham kiến Phì Dương. Phùng phu nhân, Phì Dương cứ gọi tôi là Tiểu Liễu đi. Bây giờ cô đã là Phùng phu nhân đáng được khen ngợi Tây Vực chúng ta rồi. Ta vốn muốn tác hợp cô với Hữu tướng quân, nhưng bây giờ hắn không thể giới tới rồi. Phì Dương không được vào trong, công chúa bị ốm rồi nên không được tiện cho lắm. Công chúa sao rồi? Phì Dương, công chúa từ khi nào lại bị bệnh nặng như vậy? Hôm qua đã cảm thấy không được khỏe rồi. Đại phu đã tới khám chưa? Khám rồi, nhưng vẫn chưa biết nguyên do. Cách trị của Đại Hán và Ô Tôn không giống nhau. Công chúa tới từ Đại Hán, mau đi tìm Hữu tướng quân, đi mời đại phu Đại Hán giỏi nhất ở Ô Tôn ta tới đây. Vâng. Tình hình sao rồi? Phì Dương, mấy ngày nay công chúa có triệu chứng đau bụng không? Tối qua công chúa có nói đau bụng. Vậy gần đây công chúa có ăn uống thứ gì lạ so với ngày thường không? Không có, không có gì khác cả. Đây là đồ mấy hôm trước đã phu nhân sai người mang tới tặng, nói rằng công chúa không sinh được con cho Đại Dương. Thuốc này là thuốc bí truyền của Hung Nô, có thể giúp, nhưng tại sao công chúa lại dùng? Chuyện này công chúa nói, bản tính con người Tả phu nhân không có ác ý, nếu có thể giúp Hung Nô và Đại Hán hòa thuận. Ngu ngốc. Đây là thứ gì vậy? Th-
thuốc này đắng chát. Theo như kinh nghiệm của ta thì thuốc này có chứa phụ tử. Cái gì cơ? Phụ tử là thuốc gì? Là một loại cỏ. Chúng tôi dùng lá của cây này để giảm đau, có thể trị được vết thương ngoài da. Nhưng rễ của nó có độc, dây bò ăn phải loại cỏ này đều sẽ trúng độc mà chết. Công chúa có gặp nguy hiểm gì không? Còn không mau kê thuốc. Chỉ là... Sao vậy? Nếu bà có thể chữa khỏi cho công chúa, bản vương sẽ trọng thưởng cho bà. Chỉ là thể trạng của phu nhân suy nhược, dạ dày bị thương. Nếu như sắc thuốc uống, sợ là bệnh sẽ càng nặng. Vậy phải làm cách nào mới tốt? Phi vương, tôi có một cách để thử. Sắc thảo dược ngâm nước ấm để loại bỏ hàn khí, ngâm phải trong thời gian dài, nhẹ nhàng massage vào buổi sáng và tối sẽ tốt cho sức khỏe và chống lại các bệnh khác. Phương thuốc là thuốc bắc của Đại Hán ta, ngâm chân. Công chúa đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Đa tạ phì dương, ta đã khỏe hơn rồi. Ta muốn đi dạo. Được. Tướng quân đã một đêm chưa ngủ rồi. Phì dương không ngủ, mạc tướng sao dám đi ngủ chứ? Phì dương có người thương nhớ, lẽ nào tướng quân cũng có tâm sự? Đâu chỉ là có tâm sự chứ, còn có cả chuyện đại sự của Ô Tôn nữa. Sao tiểu liễu nghe không hiểu những lời tướng quân nói vậy chứ? Phùng phu nhân thông minh hơn người, sao lại không hiểu chứ? Ô Tôn thật đẹp. Vẻ đẹp của Ô Tôn cũng không bằng vẻ đẹp của phu nhân. Theo tướng quân, công chúa và phì dương đang nói chuyện gì vậy? Chúng ta đang nói chuyện gì thì bọn họ cũng đang nói chuyện đó. Là ngày mai, tương lai của Ô Tôn, tương lai của Tây Dực. Dũng sĩ Ô Tôn chúng tôi tính tình thẳng thắn, tôn thờ một chủ. Bất luận tương lai có như thế nào, ta đều sẽ sống chết đi theo phì dương và giải ưu công chúa. Chỉ là chuyện gì? Ta đến nay vẫn độc thân một mình và luôn ngưỡng mộ vẻ đẹp đài hoa của Phùng phu nhân. Đời Ô Tôn ngày càng tốt đẹp, Phùng phu nhân có nguyện ý gả cho ta không? Phùng phu nhân, phì dương có biết tại sao Ô Tôn lại đẹp như vậy không? Đó là vì bách tính được an cư lạc nghiệp, đại dân yêu dân như con, không thích chiến tranh. Nhưng nay lại bệnh nặng, Dương huynh đồng ý truyền ngôi vị lại cho Nê Mi. Chuyện gì có phụ tử khiến ta phải lo lắng? Chuyện gì có phụ tử, giải ưu không hề để tâm tới. Nhưng Nê Mi còn nhỏ, sao có thể dẫn dắt được Ô Tôn? Năm 93 trước công nguyên, quân Tất Mi bệnh nặng qua đời. Công chúa giải ưu nhiều lần hòa giải, đồng thời với sự giúp đỡ của Hữu tướng quân và lực lượng Đại Hán,
Ung Quy Mi đã giành được ngôi vị đại diện cho quân vương trẻ tuổi có thể lực và kế thừa vị trí đại vương của Ô Tô. Hán Vũ Đế gửi mật thư cho Giải Ưu công chúa và đóng quân ở Tây Dực để hạn chế sự can thiệp quân sự giữa Hung Nô và Ô Tôn. Ông Quy Mi kế vị đã đảm bảo sự thông thuận và giao lưu văn hóa thương mại, bảo vệ sự ổn định hòa bình cho người dân. Tiểu Dương Nguyên Quý Mi, tương lai sẽ là dũng sĩ của Ô Tôn ta. Cẩn thận chút. Nàng xem, thảo nguyên đẹp đẽ thế này, cừu dê thành bầy, lại được một mùa bội thu và thế trời rồi. Đúng vậy, tất cả đều nhờ đại dương có cách trị quốc. Nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn luôn muốn hỏi phu nhân một câu hỏi. Đại dương cứ hỏi. Nàng có nguyện ý gả cho ta không? Không phải Giải Ưu đã gả cho đại dương rồi sao? Còn sinh con dưỡng cái cho đại dương nữa. Ta muốn nói, nàng có nguyện ý gả cho ta không? Đại dương nghĩ sao? Trong lòng của công chúa, ngoài Lê Dân Bách Tính ra, thì có nguyện ý gả cho ta. Ta nguyện ý. Vậy so với Thường tướng quân thì sao? Sao đại dương lại hỏi vậy? Ta chỉ hỏi vậy thôi. Nguyện hay không nguyện, lúc này ôm nàng trong lòng, ta đã mãn nguyện rồi. Báo, báo đại dương, báo cáo đại dương, Hung Nô phát động kỵ binh 4.000 người gông đánh quân sư, hiện đang tập hợp Xa Sư Ác Sư Chư Thành ở phía đông Ô Tôn ta. Nó là sẽ xuất binh, mau về quân doanh. Từ sau khi ông Quy Mi kế vị tới nơi, Ô Tôn đã hoàn toàn quy phục Đại Hán. Phủ Tịnh Nghĩa giao hảo nhiều năm với Hung Nô ta, bây giờ nhất định phải dạy cho ông Quy Mi một bài học. Trận chiến lần này e rằng bên Hung Nô đã chuẩn bị từ lâu rồi, lực lượng hùng mạnh, sợ là chỉ dựa vào sức của Ô Tôn thì khó có thể ngăn chặn được. Ta đã viết thư gửi Hoàng thượng Đại Hán, xin Đại Hán phát binh cứu viện, ngăn chặn Hung Nô tiến quân từ phía đông. Nhưng Đại Hán xa xôi, viện binh lúc nào mới tới được nơi? Hung Nô tiến quân rất nhanh, khó tránh được trận chiến này. 3.000 quân, tất cả nghe lệnh.
tấn công Ô Tôn từ phía Bắc Thiên Sơn. Những nhóm còn lại sẽ tấn công từ phía Tây. Hổ tướng quân, có mặt tướng, dẫn theo 3.000 quân tinh nhuệ, quả nhân phải thân chinh. Đại Dương, phải cẩn thận. Ta là người được thần linh bảo hộ, không chết được đâu. Còn có nàng ở nhà đợi ta nữa. Đại Dương, Đại Dương, công chúa. Trận chiến thế nào rồi? Miễn cưỡng có thể ngăn chặn lại. Kỵ binh Hung Nô tạm thời lui binh rồi. Công chúa không cần phải lo lắng. Quả Dương không sao. Đại Dương, Ngạch Tề Cách, ta có một kế có thể tốc chiến tốc thắng. Nói nghe xem. Đối phó với ông Quy Mi không thể dùng cứng được, nhưng có thể để cuộc chiến này chỉ bao vây chứ không tấn công. Đại binh ép sát biên giới, không cần tốc chiến. Ta trở về Ô Tôn làm phô trương lực lượng, rồi nói Đại Dương Hung Nô chỉ sinh một người, không muốn Ô Tôn. Lưu Giải Ưu, công chúa, công chúa, Đại Dương sao rồi? Vừa ngủ rồi. Đã có tin từ Đại Hán chưa? Lúc nào thì phát binh cứu viện? Vậy phía bên Thường tướng quân thì sao? Công chúa, mấy năm trước đã có sứ giả tới nói Huệ huynh hưởng ứng đi sứ tại Hung Nô, thì không còn tin tức nữa. Tiểu Liễu, em đi nghỉ ngơi đi. Ta muốn ở một mình. Huệ ca, nếu huynh còn sống, nhất định sẽ tới giúp muội. Ô Tôn gặp nạn, sự bình yên của Tây Vực mười mấy năm nay sắp không còn nữa rồi. Chẳng lẽ
Đây là số mệnh. Đại dương Hung Nô chỉ cần một mình giải ưu, không hề muốn một tấc đất của Ô Tôn. Nay 10 vạn đại quân Hung Nô đang ở biên cảnh, nhưng nếu giao ra giải ưu thì sẽ rút quân ngay. Hữu phu nhân yêu thương bách tính, một mình có thể ngăn chặn được cuộc chiến tranh này, vậy không phải là tốt sao? Tốt quá, như vậy có thể giúp Ô Tôn ta thoát nguy rồi. Tỷ tỷ, không thể vì ân oán cá nhân giữa ta và tỷ mà làm thương tới người vô tội. Sau khi ta đi, xin tỷ đối xử tốt con của ta và đại dương. Từ khi ta 10 tuổi đã tới Ô Tôn, ta đã là dân của Ô Tôn. Mười mấy năm nay, nước ở sông Ili chính là máu của ta. Mỗi một mùa đều khiến cho giải ưu cho rằng đó là ông trời ban tặng. Tả phu nhân nói rất đúng, ta thương người dân Ô Tôn, ta thương người dân các nước Tây Vực. Bởi vì hơn 100 năm nay, con của chúng ta đã nhìn thấy chiến tranh quá nhiều. Nếu một mình ta có thể ngăn chặn được một cuộc chiến tranh diễn ra, vậy tại sao ta không dám chứ? Nếu đại dương Hung Nô có thể thực hiện được lời hứa, cho dù là phải chết, giải ưu cũng nguyện ý. Hữu phu nhân đại nghĩa, nếu Ô Tôn ta giao phu nhân ra thì sao có thể đối mặt với các nước Tây Vực được? Đại binh này đã áp sát biên giới, quân Hung Nô dòm ngó ta như hổ đói. Vậy chúng ta phải làm thế nào mới tốt đây? Hay cho một câu không chiếm Ô Tôn một tấc đất? Các vị trưởng lão, các vị tướng quân, theo ta thấy, muốn một mình công chúa là giả, mà muốn chia rẽ lòng dân của Ô Tôn ta mới là thật. Lời Phùng phu nhân nói rất đúng. Hung Nô dòm ngó đất đai của Ô Tôn ta không phải một ngày, sao có thể vì một mình phu nhân mà thay đổi được? Nếu giao phu nhân ra, vậy thì khiến cho đại hán phẫn nộ, cũng khiến cho thiên hạ chê cười. Theo tại hạ thấy, cho dù giao phu nhân ra, quân Hung Nô vẫn sẽ tấn công Ô Tôn ta, sẽ không hề lui binh. Đại dương, đây là kế ly gián. Mọi người đã nhìn thấy rồi, đây là người phụ nữ của Ô Tôn ta, cũng là người phụ nữ của ông Uy Mi ta. Tấm lòng của người phụ nữ này còn thuần khiết hơn cả nước ở Ili. Gương mặt của người phụ nữ này còn đẹp hơn cả ráng chiều. Nhưng điều quan trọng nhất là người phụ nữ này đã dùng thời gian mười mấy năm giúp Ô Tôn ta có vô số đất đai màu mỡ, cho con cái Ô Tôn ta có sữa uống, có quần áo mặc. Người phụ nữ này là ca tề của Ô Tôn ta, người đàn ông nào sẽ đưa người phụ nữ của mình yêu thương nhất đi chứ? Có người con nào sẽ để cho mẫu thân của mình đi chịu khổ, để cho mẫu thân phải đi chết chứ? Mỗi trận chúng ta đánh, mỗi một giọt máu chúng ta rơi, đều là vì thứ gì? Đều là vì bảo vệ đất nước của chúng ta, bảo vệ con cái của chúng ta, bảo vệ những người chúng ta yêu thương. Để ta giao ra người phụ nữ và làm mẹ của con ta, trừ phi quả dương chết. Trong thành Xích Cốc ta, trừ phụ nữ và trẻ nhỏ, 5 vạn người đều là binh lính. Kẻ mạnh không sợ, người nhân ái vô địch.
Đại Dương, kẻ mạnh không sợ, người nhân ái vô địch. Đại hán Trường La Hầu, Thương Huệ tới trễ. Năm 72 trước công nguyên, Hán Tuyền Đế Lưu Tuân lên ngôi không lâu, để bảo vệ Tây Dực, đã ngay lập tức cử 15 vạn đại quân do Triệu Quốc Xung, Điền Quảng Minh, Phạm Minh Hữu, Hàn Tăng Hòa, Điền Thuận, từ Dân Trung, Ngũ Nguyên, Tây Hà, Trương Dịch, Tủ Tuyền chia quân làm 5 đường, điều tiến công từ phía Bắc, đánh quân Hung Nô, đã giải được thế bao vây cho Âu Tôn. Hán Triều còn cử Quan Lộc Đại Phu, Trường La Hầu Thương Huệ tới Âu Tôn, tụ hợp với ông Quy Mi, chỉ huy 5 vạn quân tinh nhuệ Âu Tôn, tụ hợp với quân Hán từ phía Tây công đánh Hung Nô, tạo thành thế gọng kìm, khiến cho Hung Nô rơi vào thế yếu. Kết quả đã khiến cho quân Hung Nô đại bại, liên quân sự Hán Ngô quyết chiến anh dũng, giành thắng lợi toàn diện. Đại Dương Hung Nô phải lui xuống phía Bắc, thất bại hoàn toàn. Công chúa còn muốn quay về Đại Hán không? Để ta về Trường An sẽ dâng tấu xin hoàng thượng. Vậy Huệ ca ca đồng ý cho ta quay về sao? Những năm qua, Huệ ca ca không có chút thay đổi nào. Trở về, lúc này Ô Tôn không thể một ngày không vua, Đại Dương lại không thể mất giải ưu. Đất khách giờ đã là cố hư, vậy muội còn trở về đâu chứ? Muội ở Xích Cốc Thành sẽ nhớ Trường An, quê nhà. Muội ở Trường An lại sẽ nhớ Đại Dương của ta, nhớ Ô Tôn. Không phải năm xưa tướng quân từng nói, để cho muội làm người nhân ái, đi không biết lối. Giải ưu đã từ lâu không biết nơi đâu là nhà. Nhưng nơi nào có người thân thì nơi nào cũng là nhà. Công chúa nhân từ, nay hơn 10 nước Tây Dực đều liên thông với Đại Hán, lương thực giao thương thuận lợi, tơ lụa và thú quý của Tây Dực đều được giao dịch, hộ dân ở các nước cũng được tăng lên. Các tướng Đồn Điền, Trương Dịch, Vũ Quy, Đôn Hoàng các nơi lấy kiếm làm cày, thời chiến làm binh, không có chiến loạn thì làm nông dân, bảo vệ biên giới, nuôi dưỡng gia súc, giúp đỡ bách tính, lưu truyền các lễ nghi Đại Hán ta. Tướng quân, huynh nói xem, Giải Ưu đang đem Tây Dực thành Đại Hán, hay là đem Đại Hán biến thành Tây Dực? Vì chúng sinh thiên hạ, mang phước lành tới cho nhân dân, thần kính trọng tấm lòng nhân ái của công chúa.
Bản Dương tự biết. Dận số đã tận. Có đôi lời ta muốn nói với nàng. Nếu ta chết, Ô Tôn sẽ hỗn loạn. Đại Dương là người được thần linh bảo hộ, nhất định sẽ quá hung thành lành. Ta đã dựa theo luật Đại Hán giết Di Chiếu. Nê Mi tính tình ngang ngược cuồng vọng, không có đức làm vua. Lập con của chúng ta, Nguyên Quý Mi làm Đại Dương. Quả Dương chinh chiến cả đời, không sợ sống chết. Duy chỉ không thể. Bỏ lại nàng. Mà thôi. Quả Dương muốn biết. Nàng yêu chúng sinh, hòa thân với Ô Tôn. Nàng yêu bách tính, gả cho Bản Dương. Nàng có từng thực sự yêu ta không? Hứa với ta, sau khi ta chết, nàng phải lập tức về Trường An, về Đại Hán. Tìm Thường Quệ.
đại dương. Giải ưu, không yêu ai. Sao có thể yêu chúng sinh chứ? Công chúa, Tả phu nhân và các trưởng lão bộ lạc lấy di chiếu của tiền dương quân Tất Mi, nói di chiếu viết rõ đợi Nê Mi sẽ trả lại dương vị. Đây là ước định của ông Quy Mi trước khi kế vị. Nay Ô Tôn hỗn loạn, thần đã tấu xin hoàng thượng. Công chúa tới Ô Tôn đã hơn 40 năm chưa về Đại Hán, suy nghĩ cho sự an toàn. Thần xin công chúa quay về trước. Ta có lời muốn nói với thượng tướng quân. Ô Tôn không thể một ngày không có ta. Đại Hán không thể một ngày không có Thường Huệ. Từ biệt tại đây. Đời này sẽ không còn được gặp lại. Cũng không có gì nuối tiếc. Khúc ca sầu bi Lưu Tế Huân. Gã ta tới một nơi xa, cách xa quê hương tới nơi Ô Tôn, lấy thịt làm thức ăn, sống nơi đất khách mà lòng đau như cắt. Nguyện quá thành hạt bay về cố hương. Sau khi ông Quy Mi mất, Giải Ưu công chúa tiếp tục ở lại Ô Tôn, đem văn hóa Trung Nguyên lưu truyền tới Tây Dực. Cô ấy đã thúc đẩy Tây Dực dung hòa các nhân tộc, dân tộc đoàn kết, mang tới hòa bình cho Tây Dực và trở thành quốc mẫu trong lòng người dân Tây Dực một thời. Cho tới khi Lưu Giải Ưu về già, Hán Tuyên Đế cảm động trước hành động của Giải Ưu, đã cử người đón Giải Ưu về Trường An theo Tây Dực truyện ghi chép. Năm đó Cam Lộ Tam Niên Giả, thời niên Thư Thất Thập, hậu nhị niên Thốt, lại qua hai năm nữa Trường La Hầu Thường Huệ cũng đã qua đời tại Trường An.
nền văn minh đang trong quá trình mở cửa phát triển. Nhân dân chung sống hòa bình, đao kiếm thành cuốc, thành cày, thương dân yêu nước.千难险。